Wait, các bạn biết tin chưa? Nếu bạn chưa tìm được số quán của Bánh Quy Tính hãy đến ngay với shop Coro trong quý chơi, và đặc biệt hơn nữa là bên mình đang hiện tại đang bán ạc và lóc fruit và robot hàng đầu chất lượng Việt Nam. Hiện tại bên mình đang có cà thê và lóc fruit chỉ với giá sinh quy, và còn những nhiệm vụ khác như bán game bớt và trái quỷ và những tựa game khác. Nếu các bạn muốn biết nhiều hơn hãy đến ngay shop Coro trong quý. Ok thì mình là Tướng Camera, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn hãy cho mình một like, một subscribe, và cũng đừng quên nhấn cái chuông bên cạnh để nhận nhiều thông báo mình nhé. Còn bây giờ thì chuẩn bị vào video nào. 1, 2, 3, let's go. Ok thì trong video lần này thì mình sẽ nói về hơi thở tình yêu các bạn ạ. Thì hơi thở tình yêu đã được bật mí rồi các bạn ạ. Thì lần sau update 2 chắc chắn sẽ có xuất hiện luôn các bạn ơi. Bởi vì trong Discord của server Rosex Layer của chủ admin đã đăng lên thông báo và đã nói là chắc chắn sẽ có luôn anh em ạ. Ok thì các bạn có thể thấy vì sao mình chắc chắn được điều đó, bởi vì là admin đã cho lên một cái hình ảnh gọi là thanh kiếm của Mitsuri các bạn ạ. Thì đây nó có để là Love Breathing Katana nè, là có nghĩa là hơi thở tình yêu, kiếm hơi thở tình yêu các bạn ạ. Ok, và còn một cái nữa là một cái video các bạn có thể biết được là đâu rồi, cái video đâu rồi, bắt đầu vậy. À đây các bạn, đây là một cái video là về thanh kiếm anh em ạ. À, quýnh rất là cuốn luôn anh em xem nhá. Trời ơi mấy ông có thấy nó cuốn chưa? Tôi thấy nó cuốn dữ lắm, cuốn luôn anh em ạ. Và cái chiêu nó khá là đẹp luôn các bạn ơi, và có thể nói là nó xuất sắc luôn con mẹ nó rồi ấy. Ok, và còn đặc biệt hơn cái nữa đây là chính là một cái câu nói, có nghĩa là nó sẽ bắt đầu và nó sẽ đưa chương trình và bắt đầu những cái tin tức hay ho và bắt đầu về những cái tuần tới, có nghĩa là mỗi tuần anh em tầm khoảng vài tuần nó sẽ update lên cho anh em vài cái tin tức mới, nó chính là về cái tựa game Zosek Layer lần này. Thì mình nghĩ chắc chắn update 2 cũng chuẩn bị tới rồi, ngày mai mà mai hôm nào không biết. Ok thì trong video này thì mình chỉ biết nói như đây thôi anh em, tại vì trong update 2 này nó chỉ mới có đưa tin tức lên hơi thở tình yêu thôi anh em ạ. Và với lại nó có một con boss thêm Daki nữa, và cái hơi thở cái gì ta, huyết mỹ thuật của nó rất là tuyệt vời nha, có thể là trên cả tuyệt vời luôn, và nó quýnh là khá ok á, vời á. Hiện giờ game cũng chỉ còn tầm khoảng 20 mấy k người chơi thôi anh em ạ. Nếu mà update 2 lần này chắc lên tầm hơn 100.000 mấy, hơn 200.000 không anh em, mình nghĩ cỡ đó thôi anh em ạ. Lần này update 2 một phát trời nó bùng lỗ một cái ha, ui rồi tuyệt vời luôn. Thôi nói chung là thôi mình sẽ kết thúc video tại đây nha anh em ơi. Thì nếu anh em thích video này để lại cho mình một like, một subscribe, cũng đừng quên nhấn cái chuông bên cạnh để nhận nhiều thông báo mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.